Rồi, anh Hoàng xin kính chào tất cả bà con cô bác anh chị các bạn nha. Hôm nay anh Hoàng có lấy một ít những cái đất cũ của những cái chậu trồng cũ năm ngoái đấy. Để mang ra phơi để loại bỏ những cái con ký sinh trùng cũng như là con vi khuẩn nấm ở trong cái đất này nha. Để anh Hoàng sẽ lấy cái đất này để trồng lại nha các bạn. Thì những cái chậu này nó bị những con sùng đất nó ăn các bạn ạ. Rất là nhiều chậu bị các bạn Vừa rồi chắc anh Hoàng cũng bị khoảng cỡ 20 chậu bị sụng đất nó ăn Hư hết cây các bạn nhé Thì anh Hoàng sẽ phơi nắng và sau đó là sẽ trộn lại nha các bạn nhé Thì anh Hoàng sẽ trộn với lại vỏ chấu Cái vỏ chấu này thì cũng là cái phân gà luôn các bạn ạ à. Cái đây là cái phân gà ấy. Nhưng mà cái anh bạn anh cho thì chủ yếu là anh Hoàng thấy thì chỉ yếu là vỏ chấu là nhiều Như vậy anh Hoàng sẽ trộn cái đất với lại cái vỏ chấu này nha để sau đó là sẽ dùng làm cái giá thể để trồng cái dâu tây nhé đấy thì các bạn cũng làm đơn giản như vậy thôi. tôi thấy có rất nhiều anh chị em các bạn là chúng ta làm hơi phức tạp á, chúng ta phải đi mua đất chipat rồi đất đóng bào sẵn hoặc là đất người ta trộn sẵn ở ngoài tiệm á, thì về trồng cây dâu tây nó sẽ bị chết hết nha. bởi vì do người ta đã trộn quá nhiều phân đấy, thì chúng ta về trồng cây dâu tây nó sẽ bị nóng cháy dễ và nó sẽ chết hết. đấy, ở đây các bạn lưu ý nhé, ở đây thì các bạn chỉ cần dùng đất vườn, sau đó là trộn với lại vỏ trấu như thế này thôi, đấy, mới được ít phân chuồng nữa là phân gà, phân vịt hoặc là phân trâu, phân bò, phân dê đấy. đấy, chúng ta trộn vào và trồng nhé. Lưu ý để tỷ lệ thì thường thường đấy anh Hoàng sẽ làm là 70% là đất vườn, à, 20% là vỏ trấu. còn lại khoảng 5 đến 10% là, là phân thôi. phân nó rất là ít đấy các bạn nhé. Các bạn không cần phải trộn thêm phân NPK đâu. Không cần phải trộn thêm phân lân hay là phân đạm hay phân kali gì đâu. Và tiếp tục anh Hoàng sẽ trộn thêm vào đất cái giá thể của mình đó là vôi các bạn ạ, cái màu trắng trắng cái này đây chính là vôi đấy các bạn ơi, vôi để nâng cái độ pH của cái giá thể của đất lên, đồng thời nó cũng là có tác dụng khử trùng, khử khuẩn luôn. Đấy. cái này là vôi nhé các bạn nhé, Đấy, vôi bột thôi các bạn ơi, cái này thì chắc là cũng dễ kiếm thôi, ngoài tiệm này, tiệm nông nghiệp hay là những cái tiệm xây dựng thì để bán vôi cả, một bao về để có thể xài cả mấy năm không hết các bạn. đấy. rồi sau khi đã trộn được cái giá thể nó rất là tơi xốp như thế này rồi, thì chúng sẽ À, cho cái đất cái giá thể này vào trong cái chậu và, và sau đó là tiến hành trồng thôi các bạn Ê, các bạn nhìn thấy đất nó tơi xốp không Đấy. đối với đất trồng cái dâu tây thì nó nó phải đảm bảo các cái tiêu chí này các bạn này đó là đất nó phải thông thoáng tơi xốp thoát nước tốt nha các bạn nhé đây là cái tiêu chí đầu tiên Tiêu chí thứ hai là nó phải có một cái hàm lượng phân hữu cơ nhất định ở trong đất để chúng ta giúp cho cây nó hấp thu ban đầu Rồi anh Hoàng sẽ mang những cái cây cấy mô này, những cái cây này cây đề mô của anh Hoàng trong cái buổi livestream stream ấy Bây giờ để lâu nó hư hết, hết trơn rồi các bạn ạ Thôi bây giờ anh Hoàng sẽ trồng vào nhé Thì đây là những cây đề mô đấy, mỗi cây là một giống khác nhau các bạn ạ Thì nó cũng bị chết mất 2-3 cây rồi. rồi Anh Hoàng mang lên 10 cây đề mô Để lâu quá là không chăm sóc này nó cũng bị chết các bạn là không tưới nước rất dễ bị chết đấy thì bây giờ thì anh hoàng sẽ trồng hết những cái cây uh, cây mô này đồng thời anh hoàng sẽ lấy những cái cây tách thân trong cái buổi livestream đấy thì anh hoàng có tách được khá là nhiều những cái thân của những cái cây dâu tây uh, nhật hana cũng như là những cái cây dâu tây pháp cũng như là một số những cây dâu tây khác đấy, anh hoàng sẽ uh, dùng nó để trồng luôn nha đấy trồng thì các bạn chỉ cần uh, uh, trồng cho nó kín hết cái 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 gốc thôi sau đó là nhấn nhấn lại cho nó chặt cái 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 gốc là được. Sau đó là các bạn à, à, tưới nước vào. Đấy, là xong nha các bạn ơi. Nó khá đơn giản thôi cũng không có gì phức tạp cả. Ở đây thì anh Hoàng làm thì phải nói hay hướng dẫn các anh chị em các bạn là một cách đơn giản nhất. Đấy, dễ làm nhất, ai có thể làm được. Các cháu học sinh lớp 3, lớp 4 cũng bắt đầu làm được rồi. Các anh các chị mà các cô các chú 7, 80 tuổi vẫn có thể làm được. Còn các anh các chị tuổi lao động thì nó quá dễ rồi đúng không ạ? đối với cây dâu tây thì chủ yếu là đất trồng thôi chúng ta trộn lại cái đất trồng này chúng ta trồng nó sẽ rất là dễ nó sẽ lên rất là nhanh sau khi mà trồng nó sống rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái khâu là chăm sóc cũng như là bón phân nha các bạn đây, và anh hoàng tiếp tục trồng những cái <laughs> mớ này nó giống như kiểu là cỏ khô rồi các bạn bởi do anh hoàng tách nó ra từ hồi lúc 10 giờ 11 giờ ấy. xong cái là phơi đến tận 1 giờ chiều mới 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 trồng không biết nó có còn sống không nhưng mà hy vọng nó sẽ còn sống nha các bạn này nó dựng khá là khô rồi các bạn ạ <laughs> nhìn nhiều cái nó khô hết nó, khô hết cái dễ luôn rồi không biết là nó còn nảy ra nổi cái mầm mới không các bạn ạ hy vọng nha các bạn nhé ngay cả buổi trưa cũng không ngủ được bởi vì do cứ chằn chọc lo cây nó chết á. cho nên là phải bật dậy đi trồng luôn các bạn ạ rồi sau khi trồng xong rồi này các bạn này Đấy, khá là khá là dễ dàng thôi đây là những cái cây tách thân nha các bạn nhé cây tách thân Đấy, trồng lại vào những cái chậu mà bị sùng đất ăn các bạn ạ đây, đây này, đây này, đất này các bạn này. Ôi ôi. To chưa? Mẩy chưa? Núc ních chưa? Ôi trời. Nhìn kinh luôn đấy. mấy con này nó ăn dễ kinh lắm các bạn. Về như hoàng sẽ cầm những cái con này xuống cho cá nó ăn nha các bạn nhé Nhưng mà có mua nuôi một cái hồ cá rô phi các bạn. Cá chê thì nó bị đai chết hết rồi. Ở sau khi trồng xong thì anh Hoàng sẽ tưới nước cho những cái chậu rau tây mà anh Hoàng mới trồng nha Thì bữa nay thì ban ngày, bữa trưa thì trời nó nắng nóng nhưng ban chiều thì ban đêm ấy thì nó hay có mưa các bạn ạ. Thì anh sẽ cố gắng là tôi trồng xong mình cứ tưới vào đi để cho nó nó chắc cái 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 cái, cái đất để cho cây nó đứng nó thẳng á. Đồng thời cũng giúp cho cây nó cũng hồi phục luôn. Đấy, mỗi chiều với buổi tối nó mưa thì nó sẽ giúp cho cây nó nhanh hồi phục hơn các bạn ạ. Rồi, chúc bà con cô bác chúng ta trồng thành công nha bà con cần cây giống dâu tây thì liên hệ với cơ sở anh Hoàng qua số điện thoại và Zalo 0977 096, giá bán lẻ là 10.000 một cây